Rồi mọi người ơi, hôm nay chúng ta sẽ học VOA Player. Tuy nhiên là ở đây thì hiện tại là đang có bạn Ánh với bạn Mary là có vẻ bạn Ánh là có vẻ là thuộc lớp này, trong khi các bạn khác thì đang chưa thuộc lớp này. Nhưng mà thôi được rồi, vì là các bạn mới cho nên là cô sẽ dạy chậm nhá. Ánh nhá, có một mình em đây, cô sẽ dạy chậm cho cả các bạn cùng học em nhá. Ừ, ok, chúng ta sẽ bắt đầu này. Mọi người có nhìn thấy màn hình của cô không? Mọi người có nhìn thấy màn hình không ạ? Rồi, hơi nhỏ một chút nhá, bởi vì cô đang share cái màn hình điện thoại á. Cái này là cái... Để cô xem nào. Xem có được đỡ hơn không? Không được, nó không chịu. Nó không chịu quay mọi người ơi. Nó chịu quay. Rồi ạ, và ở đây thì cũng không thể nào mà cho to được. Cho nên là mọi người tự cho to nhé. Rồi ạ, bây giờ chúng ta bắt đầu này. Mọi người nhìn miệng của cô và bắt đầu phát âm theo nhé. Gardeners. Gardeners. Ở đây có mẹ này. Gardeners. Or people. People. Rồi ạ. Mọi người ơi, mọi người không đọc theo thói quen cũ nhé. Cô đọc thế nào mọi người đọc thế vậy ạ? People. People. Có L đằng sau ạ. People. Who. Who. Grow. Plants. Plants. And. And. Crops. 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 Typically. Grow plants and crops typically use a part of land on their property. Gardeners or people who grow plants and crops typically use a part of land on their property. Typically on their property. Anh Mỹ sẽ đọc là property. Rồi ạ. Được chưa? Nào bây giờ mọi người đọc theo cô, đây gọi là đọc buổi này. Cô đọc đến đâu mọi người đọc theo luôn đến đấy này. Gardeners are people who grow plants and crops. Typically use a part of land on their property. Property. Rồi, rất tốt ạ. Nhanh hơn này mọi người ơi, nhanh hơn này. Gardeners are people who grow plants and crops typically use a part of land on their property. Property. Rồi ạ. Mọi người sẽ tắt mic để cho mọi người nghe cho rõ. Mọi người ơi, tiếp tục đọc buổi này. Và ở đây á, chúng ta phải copy ấy, cả cái ngữ âm ngữ điệu của cô nhá. Cô lên xuống hay là như thế nào, cô điệu như nào, mọi người điệu theo này, được chưa? Lại nhá. Gardeners are people who grow plants and crops. Typically use a part of land on their property. Rồi ạ. Mời bạn Ánh và bạn Uyên nhá. Chúng ta sẽ đọc nhanh này và cô sẽ gọi các bạn ạ.
Gardeners are people who grow plants and crops, typically use part of land on their property. Rồi cô mời bạn Ánh bật mic đọc ạ. Các bạn khác nghe nhá, các bạn khác nghe này. Gardeners are people who grow plants and crops, typically use a part of land on their property. Rất tốt. Bạn Ánh có một cái giọng khá là trầm, mọi người nhá. Vừa nãy là cô cũng không có đâu, cô dạy các bạn giọng trầm lắm bởi vì là giọng trầm nó hơi khó với các bạn hiện tại, nhưng mà bạn Ánh đọc rất là tốt. Bạn Uyên ạ. À, em mới vô thôi, nên mới có vừa em vừa mới vô rồi cô. Mới vô à, mới vô thì đọc cái đoạn này đi, em đọc được mà. Đọc lên đây nhỉ. Đọc đi cô sửa. Uyên đọc đi. Bật mic lên. Gardeners are people who grow plants as crops. Typically use a part of land on their property. Rồi, các bạn nghe này, các bạn nghe một chút này, bạn Uyên đọc như vậy là chưa đạt yêu cầu. Bây giờ bạn Uyên và các bạn mới này, bạn Uyên và các bạn mới nghe cô hướng dẫn lại, sau đấy là đọc này. Gardeners are people who grow plants and crops, typically use a part of land on their property. Nào Uyên đọc. Đọc lại Uyên. Gardeners are people who grow plants and crops, typically you are part of land on their property. Đấy. À, đọc lần 2 tốt hơn chưa? Các bạn thấy bạn Uyên đọc lần 2 tốt hơn chưa? Tốt hơn rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục câu thứ 2 này. Bây giờ cô sẽ đọc rất chậm từng từ một để cho các bạn đọc theo nhá, sau đấy tăng dần tốc độ này. But for many people having a bit of land is just a dream. Lại nhá. But for many people having a bit of land is just a dream. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đọc đuổi theo cô nhỉ, cô đọc nhanh hơn này. Và có ngữ âm ngữ điệu này. Vừa nãy là cô vừa đọc một từ một thôi, bây giờ có ngữ điệu này, các bạn cố gắng copy này. But for many people having a bit of land is just a dream. But for many people having a bit of land is just a dream. Lại một lần nữa. But for many people having a bit of land is just a dream. Chào bạn Thu. Chúng ta đang học phát âm nha, bạn Thu ơi. À, mọi người luyện cơ miệng đi ạ. Luyện vừa tai vừa cơ miệng luôn nha. Đó, các bạn mới vào đã sẵn sàng chưa? Rồi mọi người nhìn thấy nhá. Rồi ok, lại cái câu này này. But for many people having a bit of land is just a dream. But for many people having a bit of land is just a dream. Rồi ạ, bây giờ cô sẽ mời bạn Thanh Nguyễn đọc câu này ạ. Yeah. But for many probably people having a bit of land, it should a dream. Rồi ạ. Just. Đọc lại đi ạ. Just. Rồi ạ. Nào bây giờ bạn Thanh nghe này. Các bạn khác là tắt mic đọc theo đấy nhá, chứ không phải là không đâu nhá. Cô nhìn miệng các bạn không thấy đọc theo được này. Bây giờ bạn Thanh đọc lại theo cô này. Cô đọc cả câu này, chú ý nhá. Đọc lại này.
But for many people, having a bit of land is just a dream. Rồi bây giờ đọc lại đi ạ. But for many people having a bit of land, it just a dream. Rất tốt. Rồi ạ. Rất là giỏi đấy ạ. Vâng. Cô mời bạn khác ạ. Cô mời bạn Thu ạ. Thu ạ. Bạn Thu đã bật được micro lên chưa? Rồi. Bạn Thu chưa sẵn sàng thì chút nữa. Nha, bạn Thu chưa sẵn sàng chút nữa. Nào, cô mời bạn khác. Đang, nếu mà sẵn sàng rồi thì chúng ta sẽ đọc luôn. Đúng điện thoại. Tức là bạn Thu, bạn ấy chưa sẵn sàng. Bây giờ cô mời bạn khác ạ. Cô mời bạn Trinh nào. Bạn Trinh đọc nào con. À, bạn Trinh đọc đi. But for many people, having a bit of land is just a dream. Nào, Trinh ơi, Trinh cố gắng đổi giọng cho cô này. Cái này là không phải people, là people. Trinh nghe đọc lại này. But for many people, having a bit of land is just a dream. Just a dream. But for many people, having a bit of land is just a dream. Rồi, rất tốt. Được rồi. Ok. Giờ chúng ta sẽ tiếp tục nha. Câu thứ ba. Some people have limited ability to move around. Some people have limited ability to move around. Lại nhá, nhanh hơn ạ. Some people have limited ability to move around. Some people have limited ability to move around. Nhanh hơn nhá. Some people have limited ability to move around. Some people have limited ability to move around. Được chưa? Rồi. Giờ cô mời bạn khác ạ. Cô mời bạn Mary. Some people have limited ability to move around. Limited. Limited. Ability. Ability. Ability to move. To move. Move. Không phải mover. Không phải mover. Move. Move. Oh. Around. Oh. Around. Oh. Có âm đờ đằng sau nhá. Around. 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 Rồi bạn Mary đọc lại ạ. Some people have limited ability to move around. Some people have limited ability, to move around. 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 Lại một lần nữa copy ngữ điệu nha. Ngữ điệu này. Some people have limited ability to move around. Some people have limited ability to move around. Âm U nhé. Move around. Move. Dạ, rất tốt ạ. Rồi ạ. Nào các bạn ơi, chúng ta đọc cả ba đoạn ạ. Cả ba đoạn nhá. Cố gắng này, copy ngữ âm, ngữ điệu cho cô. Có thể là các bạn có một vài từ các bạn chưa có chuẩn về mặt phát âm, nhưng khi chúng ta đọc cả câu chúng ta kể và chúng ta cố gắng giữ cái ngữ âm ngữ điệu giúp cô nha. Nghe nha. Bây giờ chúng ta đọc đuổi ạ. Chúng ta đọc đẻo đuổi theo ạ. Tức là cô đọc đến đâu các bạn đọc đến đấy ạ. Chúng ta bắt đầu ạ. Cô sẽ đọc chậm nha. Gardeners are people who grow plants and crops. Typically use a part of land on their property. But for many people, having a bit of land
It's just a dream. Some people have limited ability to move around. Rồi, bây giờ cô đọc nhanh hơn này, các bạn này. Tùy vào tốc độ của các bạn nhá. Các bạn giỏi có thể đọc nhanh, các bạn chưa giỏi thì có thể đọc chậm, ok ạ. Nhưng mà nhớ copy ngâm ngữ liệu cho cô nha. Rồi, chào bạn Đào Lý. Chúng ta tiếp tục này. Hello teacher. Yeah, ok, chúng ta ngày hôm nay chúng ta phát âm nâng cao, do đó cho nên là chúng ta để ý giúp cô ngữ âm ngữ điệu. Còn nếu như mà bạn nào mà chưa để ý được từng từ một ấy thì cũng kệ nó nha. Ok, được chưa nào? Rồi. À, lại này. À, đợi em một chút nha. Rồi. Ok. À, đợi cô Hạnh một tẹo. Rồi chúng ta tiếp tục ạ. Chúng ta tiếp tục nha. Mọi người có đang nhìn thấy màn hình không ạ? Rồi ok. Rồi ok, lại này. Nhớ ngữ âm ngữ điệu của cả câu này. Gardeners are people who grow plants and crops, typically use a part of land or on their property. But for many people having a bit of land, it's just a dream. Some people have a limited ability to move around. Thấy chưa? Đấy là cô đọc nhanh ạ. Nào bây giờ cô mời bạn Ánh ạ. Cô mời bạn Ánh đọc cả ba đoạn cho các bạn nghe nhá. Nhìn vào từ ạ. Gardeners are people who grow plants and crops. Equally use the part of land on the property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Rất tốt. À, các bạn có thấy bạn Ánh đọc tốt không ạ? Nào bây giờ cô tiếp tục mời bạn Uyên. Gardeners are people who grow plants, a crop, typically you are part of land on their property. But for many people have a bit of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Rất tốt ạ. Nhưng mà bạn Uyên chưa có ngữ điệu tốt nhá. Bạn Uyên và luyện nhiều hơn một chút cho cô này, và em hạ thấp cái giọng xuống cho hay nhá. Mời bạn Thu ạ. Bạn Thu đã sẵn sàng chưa ạ? Chúng ta không có đọc nhanh nhá. Chúng ta đọc chậm chậm thôi. Không cần đọc nhanh đâu ạ. Dạ, bạn Thu vẫn chưa xong à? Rồi bạn ấy vẫn chưa xong. Bạn Thu xong chưa ạ? Thu xong chưa ạ? Để ý đây đi ạ. Alo. Nờ tớ chưa cậu ơi, tớ chưa, tớ đang ăn cơm giờ một xíu ấy, tại vì mới về. Ok, rồi nghe thì... thôi. Nghe nha. Ok. Nào mời bạn Trinh nào. Cô gọi từng bạn đọc ba đoạn đi ạ. Gardeners are people who grow plants and crops. Typically, you are part of plant on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Rất tốt. Bạn Trinh đang làm rất tốt phần ngữ điệu luôn. Nha. Tuy rằng là bạn Trinh chưa có đọc đúng từng âm một, nhưng mà bạn Trinh đang làm rất tốt phần ngữ điệu. Ngày hôm nay cô muốn nhấn mạnh các bạn là ngữ âm ngữ điệu trong tiếng Anh nó phải có lên có xuống. Nha. Và các bạn hạ thấp cái tông giọng của bạn xuống cho cô. Ok, được chưa? Rất là tốt ạ. Bây giờ cô mời bạn khác ạ. Mời bạn Đào Lý đấy ạ. Gardeners are people who grow plants and crops, typically use part of land on their property. Rồi. For many people having a bit of land is just a dream. Some people have limited
the ability to move around. Rồi, Lý ơi, Lý ơi, Lý không cần phải nối âm một cách không tự nhiên như thế em nhé. Em sẽ đọc rõ từng âm cuối và sau đó khi mà em đọc nhanh thì tự nó nối âm một cách tự nhiên và chúng ta không học nối âm, đúng không ạ? Chúng ta không học nối âm, ok? Yes. Chúng ta sẽ học rõ từng từ một nhé. Ok, như thế là rất là tốt. Bạn tức là cái nối âm á là nó là một cái sự tự nhiên. Ví dụ như này, ví dụ bình thường cô sẽ đọc này. Các bạn nghe cô đọc là cô đọc rất là rõ cả âm cuối này. Gardeners are people who grow plants and crops typically use a part of land on their property. Đúng không ạ? Nhưng mà khi cô đọc nhanh này, các bạn nghe cô đọc nhanh này. Gardeners are people who grow plants and crops typically use a part of land on their property. Tức là chúng ta sẽ được nối âm một cách tự nhiên khi mà chúng ta nói nhanh nha. Cho nên là ở đây là chúng ta cố gắng. Chứ còn nếu như mà bây giờ bạn cố gắng bạn nối âm ấy thì nghe nó cực kỳ là không tự nhiên và người ta sẽ không hiểu bạn nói cái gì cả. Ok được chưa? Rồi bạn khác nha. Mời bạn Mary. Mary ơi, Mary đừng quá căng thẳng với chuyện là em đang đọc đúng không đúng những cái từ, em cố gắng ngữ âm ngữ điệu trôi chảy giúp cô nào. Tiếp tục đi. But for many people, having this of land is your first brand. Rất tốt. Some people have limited ability to walk run. Rồi. Các bạn ơi, các bạn mới nhá, các bạn đang ở cái trình độ mới bắt đầu là chúng ta còn đang đọc một từ chưa xong ấy. Nha, cô không cố gắng nha. Ở đây có rất nhiều từ chúng ta không thể nhớ được đâu. Chúng ta không cố gắng đọc đúng từng từ một nhá. Hôm nay chúng ta tập trung vào ngữ điệu ạ. Còn các bạn đã giỏi rồi, đã tốt rồi ấy, thì chúng ta sẽ tập trung vào cái việc là sửa cái phần phát âm và ngữ điệu của mình. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục đến câu 4, 5, 6 nhá. Các bạn nghe này, các bạn nghe cô đọc từng từ một này, sau đấy là cô sẽ đọc nhanh dần nhỉ. Chú ý nào. Không dùng bút vở gì hết đâu nhá. Chúng ta chú ý ạ. Chúng ta chỉ nghe và làm lại ạ. Others might be scared because they are new to gardening. Others might be scared because they are new to gardening. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ đọc cả câu với tốc độ chậm. Others might be scared because they are new to gardening. Others might be scared because they are new to gardening. Others might be scared because they are new to gardening. Others might be scared because they are new to gardening. Được chưa? Tiếp tục ạ. Cô mời bạn Ngọc My. Ngọc My nghe cô vừa hướng dẫn chưa? Đọc câu này đi ạ. Ok. Others might be scared because they are new to gardening. Lại một lần nữa. Others might be scared because they are new to gardening. Rất tốt. Rồi. Bạn khác ạ. Mời bạn Cường ạ. Others might be scared because they are new to gardening. Rất là hay ạ. Giọng Mỹ rất là hay và thấp ạ. Nhưng mà đừng có thấp quá nha anh Cường nhá. Thấp quá người ta không có nghe được anh nói gì đâu. Okay. Nhưng mà như vậy là vừa đủ ạ. Rồi ạ, mọi người tắt mic nhá, không có bị ồn người khác ạ. Mời chị Quyên ạ.
because they are new to gardener. Ờ rồi, rất tốt. Lại chị Quyên nhá. Others. 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 Might. Might. Be. Be. Scared. 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 Âm đờ chị Quyên nhá, không phải âm chờ đâu ạ. Scared. Scared. Ờ, vẫn làm chờ, thôi được rồi. Because. 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 Đề nghị nghe cô giáo đọc đi ạ. Vâng, nghe cô giáo đọc là và copy cô giáo nhá, không đọc theo thói quen cũ này. Because. Because. They. They. Are. Are. New. New. To. To. Gardening. Gardening. Rất tốt ạ. Rồi, chúng ta đến câu thứ 5 và câu thứ 6 luôn ạ. There is a solution to these barriers. 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 Ở đây là cô Hạnh đang nối âm đó nha. There is a, bạn Đào Lý nhá. There is a, chúng ta nối âm, chúng ta nối theo cụ. À, there is a solution to these barriers. There is a solution to these barriers. There is a solution to these barriers. Câu này có vẻ là xoắn lưỡi đó, không có phải đơn giản đâu nha. Cô sẽ mời một bạn khác. Mời bạn chị Tâm ạ. Chị Tâm đã vào đủ để nghe câu vừa rồi chưa ạ? Chị Tâm đọc đi ạ. Dạ chưa ạ. Chưa ạ. À chưa ạ, chưa. Đúng rồi, ok. Chị... Rồi, cứ từ từ ạ. Dạ vâng, chị Bích Phương ạ. À, chị Bích Phương chưa có mic ạ. Chị Bích Phương bật mic lên nha. Góc trái màn hình ạ. Có cái hiện biểu tượng của cái tai nghe ấy ạ. Mình kích vào đó. Bạn Thanh Nguyễn ạ. There is a solution to these barriers. Barriers. Barrier. 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 Đúng rồi, thêm âm S nữa. Barriers. 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 Lại đi ạ. Barriers. Barriers. Barrier, có âm ở đằng sau luôn. Barriers. Barriers. Rồi, rất tốt ạ. À, bạn Thanh là có giọng đọc rất là hay đó. Tương lai trở thành thầy giáo đấy nha. Cố gắng lên ạ. À, bắt đầu câu 6 nha mọi người. Câu 6 này. Câu 6 và tí nữa là các bạn mà bắt âm tốt là cô sẽ đề nghị đọc từ câu 1 đến câu 6 đó nha. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Chúng ta có cái từ này rất là hay sai, các bạn sẽ đọc là educator. Cái này đọc là educators. À chị Bích Phương ơi, chị ra. Chị bảo chị không nghe thấy. Rồi ạ, lại nhá. Jessica Damiano is an expert and educator. Edu nhá các bạn nhá, không phải edu. Educator. In all things gardening. Chúng ta đọc buổi theo cô ạ. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Lại một lần nữa đọc nhanh nha.
Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Được chưa? Rồi, các bạn ơi, các bạn mới nha, vào cô sẽ đọc lại từ câu 1 đến câu 6 ạ, và chúng ta sẽ phải đọc từ câu 1 đến câu 6 nha. Cô đọc chậm ạ. Các bạn đọc theo nha. Gardeners are people who grow plants and crops, typically use a part of land on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have a limited ability to move around. Others might be scared because they are new to gardening. There is a solution to these barriers. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Được chưa? One more time, okay? Thêm một lần nữa này. Gardeners are people who grow plants and crops, typically use a part of land on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have a limited ability to move around. Others might be scared because they are new to gardening. There is a solution to these barriers. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Rồi ạ. Rồi bây giờ cô mời Ánh. Ánh đọc đầu tiên. Các bạn nghe nhá, bạn Ánh phát âm tốt ở đây ạ. Đọc hết 6 câu rồi cô. Học hết 6 câu luôn. Chú ý ngữ điệu giúp cô nha các bạn nha. Gardeners are people who grow plants and crops, typically use a part of land on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Others might be scared because they are new to gardening. There's a solution to these barriers. Jessica Damiano is an experienced educator in all things gardening. Rồi, rất là tốt ạ. Cô mời bạn chị Bích Phương đã nghe được chưa ạ? Chị Bích Phương có mic chưa? Chị Bích Phương ơi, chị đã nghe được chưa ạ? Rồi ạ, bạn Trinh ạ. Gardeners are people who grow plants and crops. Typically use a part and land on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Others may be scared because they are new to gardening. There is a solution to their barrier. Jessica Damiano is an expert and educator in on things gardening. Rồi ạ, cảm ơn bạn Trinh ạ. Chị Bích Phương nào có mic chưa? Chị Bích Phương nghe em nói không ạ? Chị bấm vào cái biểu tượng micro để có thể nói được. Mời anh Cường ạ. Okay. Gardeners are people who grow plants and crops by typically use part of land on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream.
Some people have limited or speedily to move around. Others might be scared because they are new to gardening. There is a solution to these barriers. Jessica, Damiano is an expert in education, educator in all things gardening. Anh Cường phát âm rất là tốt đấy ạ. Bạn Chi, à bạn Đào Lý ạ. Gardeners are people who grow plants and crops. Typically, users park a land on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Others might be scared because they are new to gardening. There is a solution to the barriers. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Bạn Đào Lý ơi, hôm nay có phải là bạn là người khác không? Có phải là bạn đổi người bạn học không? Hôm trước trông bạn khác đó nhỉ? Hôm nay bạn khác. Thế mất vậy mọi người. Trông đẹp trai hơn mà lại còn đọc hay hơn nữa. Đúng không? Thế là cô Hạnh lại tưởng là không phải là bạn Đào Lý. Rồi ạ, mời. Rồi à, bạn Phạm hôm nay đã hết Covid chưa? Bạn Phạm hôm nay đã nói được chưa? Hay là vẫn chưa nói được? Dạ, em cũng đỡ rồi cô ạ. À, đỡ rồi thì có đọc được không? Không nghe có vẻ là hơi... À, thôi nhá, nghỉ thêm một hôm. Cứ dạ, vâng. Đọc theo, ok rồi ạ. Dạ. Rồi ạ, mời bạn Ngọc My đó. Yes. And gardeners are people who grow plants and crops, typically use a part of land on their property. But for many people, having a bit of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Others might be scared because they are new to gardening. There is a solution to these barriers. Jessica Damiano is an expert and educator in all things gardening. Yes, that was. Dạ vâng, vâng. Đợi mình một tí nhá. Có một bạn đã kêu không vào được lớp. Đợi không thể. À, hình như chị Thúy của ạ. Để xem là chủ trì. Sao lại cần phải người chủ trì ấy nhở? Tại sao thế nhở? Mọi người vào đâu có cần cô phải chấp nhận đâu nhở? Đúng không? À, mọi người. Đúng rồi ạ. Sao vào đúng link của chúng tôi. Tôi vào đường link được mà. Sao họ lại bảo là không nhỉ? A free warehouse to start meter. Đây, đợi cô, để cô vào lại xem nào. Copy link. Rồi. Mọi người ơi, trong lúc mà cô kiểm tra các bạn ấy, ai mà đã có VOA Player rồi ấy, mở cái bài này ra, tự kiểm tra xem mình được bao nhiêu phần trăm nhá. À, đúng được rồi ạ. Vâng, các bạn ơi, các bạn tự kiểm tra đi ạ, xem là mình sai ở đâu ạ, mình sai ở cái từ nào để còn biết lối nhá. Các bạn đã mở VOA Player chưa ạ? Cái bài này là bài Small Place. Small space, các bạn lướt xuống là nó sẽ có một cái bài tên là Small Space, Small Container Growing. Nhớ chưa? Rồi. Mình chủ động lên nhá. Để xem chị Thúy chị vào chưa nào. Đó. Rồi ạ. Rồi lại. Tiếp tục. Bây giờ chị Tâm đã đọc được từ câu 1 đến câu 6 chưa ạ?
chắc là cố thì cũng được cô ạ. Cố là phải cố đấy ạ. Cố đấy. Tất nhiên là phải cố ạ. Chào chị Kiều Thúy nhá. Chào cô ạ. Vâng. Chào cả lớp. À, chị Kiều Thúy nghe nhá, nghe mọi người đọc sau đấy là theo dõi này. Ví dụ bây giờ là cô Hạnh gọi chị Tâm đọc này, thì chị Kiều Thúy sẽ theo dõi là những cái từ đây này. Đó. Hôm nay là phát âm nâng cao một chút ạ. Rồi. Chị Tâm bắt đầu nhá. Dạ vâng. Gardeners are people who grow plants and crops typically use a part of land on their property. But for many people, having a piece of land is just a dream. Some people have limited ability to move around. Others might be scared before they are new or gardening. There is a solution to the barrier. Jessica Demiano is an expert and educator in all things gardening. Chị Tâm đọc rất là giỏi luôn, rất là tốt luôn đấy ạ, đúng không? Và hôm nay thì có vẻ như là không có nhiều giọng tiếng Việt ở đây ạ. Chị Tâm có thấy mình khá hơn không? Hay là hôm trước về luyện nhiều ạ? Luyện nhiều quá cô ạ. Luyện nhiều đúng không ạ? Dạ vâng, luyện nhiều là chúng ta sẽ được như thế nha. Dạ vâng. Nào cô mời bạn khác ạ. Rồi ạ. Rồi hôm nay có vẻ là chị Bích Phương ơi, chị đã có mic chưa nhở? Em gọi hỏi chị từ nãy đến giờ vẫn không gì. Rồi ạ. Bạn Trinh, bạn Ánh, bạn Quyên này, bạn Tâm này, bạn Thanh đi. Bạn Thanh vừa đấy đã thử chưa nhở? Từ từ một câu sao cho cô gọi chưa? Cô gọi Thanh chưa nhở? Thanh Nguyễn hả cô? Thanh Nguyễn á. Dạ chưa. À Thanh Nguyễn chưa đọc à? Thanh Nguyễn đọc từ câu 1 đến câu 6 đi nào. Các bạn khác là các bạn mở video đây ra để kiểm tra, tự kiểm tra mình nhá. Xong tí nữa báo cáo kết quả cô nhá. À, chị Thúy và các bạn khác chú ý ạ. Anh bắt đầu đi. Gardener of people who grow plants and grows typically use a part of land on their property, but for many people having a bit of land, it's just a dream. Some people have limited ability to move around. Other might be scared because they are new to gardening. There is solution to these barriers. Cái câu số 6 là em đọc qua không được. Ok được rồi ạ. Mời bạn Uyên đọc. Mời bạn Uyên đọc từ câu 1 đến câu 6. Gardener are people who grow plants or crops typically use a part of land on their property, but for many people having a piece of land is just a dream. Some people have limited ability to move around, others might be scared because they are new to gardening. There is a solution to the barriers. Jessica Demiano is an expert and educator in outing gardening. Rồi, cảm ơn bạn. Nào bài tập về nhà của tất cả các bạn là ở trình độ thấp ấy,
và tự mình nhá, là từ câu 1 đến câu 6. Và các bạn cài cái VOA Player cho cô. Và các bạn nghe lại bằng cách bấm vào đây ạ. Gardeners, or people who grow plants and crops, typically use a part of land on their property. Được chưa? Sau đó là các bạn luyện bằng cách là các bạn ấn các bạn kích vào cái mũi cái gì nhỉ? Cái micro này và kiểm tra xem là mình đọc được bao nhiêu phần trăm và cái từ nào mình bị sai rồi mình lại đọc lại. Tóm lại là các bạn chỉ có mỗi 6 câu thôi. Được chưa nào? Và bây giờ thì còn 15 phút nữa cô sẽ đọc toàn bài. Và yêu cầu của cô dành cho các bạn mà đủ sức đọc toàn bài đó là ghi âm lại toàn bài ạ. Học toàn bài và ghi âm lại nhá. Câu số 7 ạ. Cô sẽ đọc chậm một lượt, sau đấy cô sẽ đọc nhanh luôn ạ. She invited. Ờ, đợi cô một chút. She invites people to invite small gardens. Rồi ạ, cô cũng đôi khi không biết từ đấy là cô phải nghe lại ạ. She invites. Invites nhá. She invites people to start with small gardens. She invites people to start with small gardens. Even for people with a lot of land, if they start with small container gardening, they can't avoid weeds. Weeds. Âm này là mi căng. Weeds. And just care for a few plants. Even for people with a lot of land, if they start with small container gardening, they can avoid weeds and just care for a few plants. Many people who produce plants have decreased the size of plants we eat for food. Many people who produce plants have decreased the size of plants we eat for food. That is because of the gardening renaissance. Từ này cô không biết này, cô phải nghe lại này. That is because of the gardening renaissance. That is because of the gardening renaissance. Từ này là cô bắt đầu là cô không có hiểu là họ đang đọc cái gì nhá. Các bạn đợi cô giáo chút. Chúng ta sẽ phải tra từ điển cái từ nào. Cái từ này là cô đang không nghe được người ta đang đọc cái gì ạ. Renaissance. Nhưng mà cô không chắc chắn vì thế nên cô sẽ phải tra lại cái này nhá. Mọi người nhá, đây là cái kỹ thuật này, khi mà các bạn nghe người ta đọc á mà các bạn không nghe được người ta đang đọc cái gì thì các bạn sẽ tra lại từ điển xem là như nào nhá. Đợi cô một chút này. Các bạn sẽ tra cái từ này nhá. Đây ạ. Và các bạn nhìn vào cái phần phiên âm ở đây ạ. Và chúng ta ví dụ như là ở đây là UK, còn đây là US. Cô thì cô thích US, cho nên là chúng ta sẽ đọc là Rainer. Renaissance. Bởi vì khi mà mình nghe không có được ở đây á, ở đây chúng ta sẽ hầu hết là chúng ta sẽ nghe được tất cả các từ ở đây. Tuy nhiên, cái từ nào mà mình không có nghe được, mình phải tra từ điển và mình sẽ xem IPA của nó như thế nào, đúng không ạ? Phiên âm của nó như ra sao? Renaissance. Ok, chúng ta sẽ quay lại nghe này. Renaissance. Đợi chút nha. À, trời.
lộ hết cả bí mật rồi. Stop share. Lộ hết cả bí mật của cô. Share màn hình là mệt lắm. Cô Hạnh mới cắt tóc hay sao nhỉ? Mới bị điện giật ạ. Đợi cô một tí. Đợi cô một tí tẹo ạ. Tôi không biết. Rồi ạ. Mọi người nhớ cái kỹ thuật đấy nha. Renaissance. Renaissance. That is because of the gardening renaissance. That is because of the gardening renaissance. People are gardening on the tops of their homes, in fire escapes, and on small outdoor areas for sitting. People are gardening on the tops of their homes, in fire escapes and on small outdoor areas for sitting. These places are best for planting vegetables and containers. These places are best for planting vegetables in containers. Damiano suggests looking for small varieties of your favorite vegetable. Ở đây các bạn sẽ chú ý giúp cô hai từ rất là mọi người Việt là hay đọc sai. Đó là từ favorite, chứ không phải là favorite. Favorite, các bạn đọc theo cô ạ. Favorite. Favorite. Và từ favorite này là vegetable. Vegetable, chứ không phải vegetable. Là vegetable. 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 Rất tốt ạ. Vegetable. Dạ vâng ạ. Rồi, các bạn tắt mic nha. Không ai bật mic ạ. Tiếp tục ạ. Even though they are small, the plants will produce a lot. Even though they are small, the plants will produce a lot. Crops that have the words little, mini and baby, like potato baby, eggplants, sugar baby, watermelons, or kitchen minis, tomatoes will be perfect for small containers. Crops that have worth little, mini and baby, like potato baby, eggplants, sugar baby, watermelons, or kitchen minis, tomatoes will be perfect for small containers. Plants that grow towards the sky, and most herbs also grow well in pots. Plants that grow towards the sky and most herbs also grow well in pots. Rồi ạ. Cô rất xin lỗi là cô chỉ hôm nay cô chỉ dạy đến câu 15 thôi. Các bạn đọc đến câu 15 thì đọc, còn nếu mà chăm là đọc cả bài nhá. Và cô đã gửi cái bài này lên YouTube rồi. Cô xúc miệng buổi sáng là cái bài này rồi đúng không ạ? Các bạn có thể tham khảo nhé. Và các bạn nhớ rằng là cái VOA Player nó có cái kiểm tra cái phát âm của chúng ta nhá. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần review 5 phút. Trước khi chúng ta sang cái giờ mới của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta sẽ có 2 giờ đúng không ạ? 2 giờ học khác nhau ạ. Mọi người thấy hôm nay thế nào ạ?